Xin chào tất cả các bạn. Đấy, lời kêu gọi của mình đến giờ đã có phản hồi. Và đây là một vườn của khách hàng mua cây mai siêu lá của mình về trồng. Và bạn ấy đã quay video cho mình xem cái vườn của bạn. Đây nha các bạn nhé. Đây là vườn của khách hàng nhé. Đấy, vườn rất là dốc. Và bạn ấy đánh từng băng một theo sự hướng dẫn của mình và bạn ấy trồng. Và bạn ấy trồng cái cây này là từ hồi tháng 10 âm lịch nhá. Thì bây giờ là tháng 2 âm lịch các bạn ạ. Đấy mà nó phát triển đây này các bạn này. Bạn ấy qua Zalo, bạn ấy gửi và bạn ấy bảo: "Chị ơi, em cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ em nhìn cái vườn của em mà suốt ngày em chỉ muốn ngắm thôi, đấy là năm nay á, là thời tiết nó vừa rét, nó vừa hạn, khô hanh nên cây phát triển như thế này là em mãn nguyện lắm rồi chị ạ." Đấy, cây mới được có mấy tháng mà mùa qua mùa đông mà nó đã được như thế này rồi thì các bạn xem. Qua khoảng độ 2 3 tháng nữa thôi là nó ấm, nó ẩm và nó sẽ lên măng nha các bạn nhé. Đấy. Bạn khi bạn ấy quay video của cái vườn này và bạn ấy gọi điện qua Zalo, bạn nói chuyện, bạn rất hào hứng. Đẹp lắm, bảo: "Chị ơi đẹp lắm, không chết một cây nào. Chị để cho em vừa mai thái vừa mai vàng về em trồng." Thế là em cũng trồng lẫn lung tung em mà thôi. Mai thái với mai vàng thì đằng nào cũng vẫn hái lá, vẫn bán như nhau. Thì em cứ trồng lung tung nó vào đây chứ em không trồng riêng cái chỗ nào hết cả. Nhưng mà không chết một cây nào, không chết một cây nào. Có cây thì nó chậm phát triển hơn một xíu nhưng nó vẫn sống bình thường và nó lên măng đấy các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình mong các bạn qua cái video này, bạn nào đã lấy giống của mình từ Bắc vô vô Trung, chứ miền Nam thì chưa có bạn nào ạ. Từ miền Nam thì có một số người gọi điện hỏi thăm thôi, nhưng mà để mà vận chuyển giống nó xa quá, đi hết những 36 37 tiếng đồng hồ thì mình không dám vận chuyển gửi cành cho bạn. Còn bầu thì nó xa quá nên là mình chưa dám gửi vào miền Nam. Mình có hỏi xe, có hỏi địa chỉ xe cung đường đi nhưng mà mình chưa dám gửi về miền Nam các bạn ạ. Chỉ có từ miền Trung ra miền Bắc thôi. Và đây là vườn vừa mai thái vừa mai vàng của một khách hàng nhé. Xin cảm ơn khách hàng. Mình cũng xin giấu tên và các bạn hãy nhìn địa hình đây nhé các bạn nhé. Đó, đồi rất là dốc mà cây lên phát triển rất đẹp. Và đây nữa là một bạn, một khách hàng của mình ở tận Quảng Ngãi ạ. Đó, bạn ấy xem trên kênh của mình và bạn ấy thấy mình chia sẻ cách trồng cây rau má xoăn và cho thu hái quanh năm, trồng một lần thu hái quanh năm. Đó là mình trồng ở trên hộp xốp thôi các bạn ạ. Nhà mình có vườn rau chỉ trồng trên hộp xốp thôi, là mình trồng chỉ đủ ăn thôi chứ mình không trồng để kinh doanh. Thế thì bạn ấy có tâm sự là: "Chị ơi, cái giống này có nhân giống được không?" Thì mình bảo là nhân giống được. Thế thì bạn ấy bảo là: "Em kinh doanh rau má thì em muốn chị nhân giống cho em, chị giúp em gửi giống vào đây." Thế thì mình ở tận Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ miền Bắc các bạn ạ. Thế thì bạn ở trong Quảng Ngãi thì mình bảo không biết là gửi cách nào. Thì mình mới không phải là lấy rau của nhà mình thì ít lắm, mình không có nhiều. Thế thì mình mới đến cái vườn rau má của một hộ nông dân người ta trồng để người ta kinh doanh ấy. Thì mình quay cho bạn ấy xem và mình mua hộ bạn ấy đấy, 8 cân rưỡi cả sọt, thì trong đó là 7 cân rưỡi nguyên rau với lại đất, mình đánh cả đất, cả vầng, cả cả củ, cả gốc của nó. Thế với lại mua một cái sọt nặng 1 kg nữa thì tổng cộng cả sọt cả rau là 8 kg, 8,5 kg gửi vào tận Quảng Ngãi cho bạn ấy. Xong bạn ấy trồng thì bạn ấy cứ một tuần bạn ấy lại quay video cho mình xem, 3 hôm quay cho video cho mình xem, xong lại một tuần quay video cho mình xem, và một tháng các bạn lại quay video cho mình xem. Xong đến cái mùa nước ngập
ở Quảng Ngãi vừa đoạn đó là cái mùa nước ngập á. Bạn bảo chị ơi, rau má của em đang mùa thu hoạch mà nó mưa hết rồi, nó ngập hết rồi. Bao nhiêu công vợ chồng em mà cũng xin nói thật với các bạn ấy là hai vợ chồng bạn này là đối tượng bảo trợ xã hội, bạn ấy không được lành lặn lắm. Nhưng để mà nói nghị lực của bạn thì đây, các bạn nhìn vườn rau má này. Tàn nhưng không phế các bạn ạ. À. Các cụ có câu rồi, tàn nhưng không phế. Bạn ấy là đối tượng xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội, rõ ràng nhé. Thế mà bây giờ bạn ấy gửi hình ảnh ở chị ơi, vườn rau má của em thu như thế này đây chị ạ. Thì mình mới bảo là cảm ơn các em và chúc mừng các em đã thành công rực rỡ. Thì bạn ấy bảo là trong cái thành công của em thì có rất nhiều sự đóng góp và công sức của chị, em cảm ơn chị rất nhiều. Mình chỉ cần như thế thôi các bạn ạ. Và kể cả các bạn trồng mai cũng thế, tất cả các bạn, kể cả các bạn trồng khoai, trồng từ cũng vậy ạ. Mình chỉ mong thế thôi, chúc các bạn thành công.